Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất mở lại 6 đường bay quốc tế với một số quốc gia đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, ngày 15 tháng 9 mở lại đường bay quốc tế với Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và ngày 22 tháng 9 dự kiến mở lại đường bay tới Đài Loan, Trung Quốc, Lào, Campuchia. Chưa có quyết định cuối cùng của chính phủ, nhưng chủ trương nối lại đường bay thương mại đã được bàn thảo trong các cuộc họp gần đây. Trong đó, điều kiện tiên quyết là thay đổi chiến lược xét nghiệm, với nội dung trọng tâm là tập trung xét nghiệm nhanh tại các sân bay, đảm bảo vừa nhanh vừa chính xác. Hiện nay, Việt Nam đã đáp ứng được xét nghiệm PCR với 132 phòng xét nghiệm trên cả nước và xét nghiệm nhanh kháng thể, nhưng chưa sản xuất được xét nghiệm nhanh kháng nguyên, loại xét nghiệm được một số nước trên thế giới đang sử dụng rộng rãi tại sân bay. Cũng vì vậy, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các chuyên gia đã đề xuất trong khi chờ sản phẩm sản xuất trong nước, trước mắt Việt Nam xem xét nhập khẩu kit xét nghiệm test nhanh tìm kháng nguyên có chất lượng cao từ một số nước tiên tiến để sử dụng tại các cảng hàng không. Theo các chuyên gia, trên thế giới hiện có hơn 250 loại test nhanh, nhưng xét nghiệm PCR vẫn là hình thức xét nghiệm có độ chính xác nhất.